thật sự nhìn thấy thì anh sẽ dối em đến bao giờ. Nếu trong vai em thật sự nghe thấy lời yêu thương anh từng trao những ai, đối với riêng anh là hạnh phúc, vậy trong anh thì ai là hạnh phúc? Nếu đã bên nhau không còn cảm giác, vậy tại sao không thể nói với em? Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương. Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước. Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim mình, nên bây giờ phải nhận những nỗi đau, phải che giấu dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em. Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay. Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau. Riêng em, anh là hạnh phúc, vậy trong anh thì ai là hạnh phúc? Nếu đã bên nhau không còn cảm giác, vậy tại sao không thể nói với em? Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương. Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước. Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim mình, nên bây giờ phải nhận những nỗi đau, phải che giấu dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em. Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay. Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau. Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương. Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước. Có phải em đã sai khi trao anh trái tim mình, nên bây giờ phải nhận những nỗi đau, phải che giấu dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em. Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính